Giống như xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay bên em sẽ lên nhiều cái sản phẩm đẹp nha chị, anh chị yêu thích. Em nói dùm cho cái anh chị yêu thích, anh chị cứ điện thoại trực tiếp nha chị, hoặc là qua Zalo bên em nha chị, 0913 nha, 330469 và 0935 nha chị, 245244. Em cũng xin chân thành cảm ơn chị đã ủng hộ. Rồi bên em ship toàn quốc nha chị, ba bể mẹ tất cả các mặt hàng. Rồi hôm nay em sẽ lên một cái bình nha, bình này là một cái bình bộ, một cái bình nha, bình này là bình thất phúc thần nha chị. Đó, thất phúc thần 7 vị nha. Thất phúc thần 7 vị, viền là viền lách cơ vàng nha chị, viền lách cơ vàng. Truyền ký thì đầy đủ nha chị, truyền ký đầy đủ luôn. Miệng bình là 13 nha chị, cao bình là 25. Cao bình là 25 nha chị. Vòng bụng 78 nha. Vòng bụng là 78. Đó, cái bình này chị, hôm nay em sale giá cái bình này nha chị nha. Vòng bụng là 78, bộ cái bình thất phúc thần 7 vị nha, lách cơ vàng. Đó, bình này em báo chị là có hộp luôn nha chị, hộp đầy đủ luôn nha. Rồi anh chị, bình này là 1.800.000 nha anh chị, 1.800.000 mã B20 nha anh chị, B20. 1.800.000 B20. Rồi anh chị. Còn một cái này anh chị, em lên một cái chén nha, một cái chén. Một cái chén ngũ sắc nha anh chị, mà viền thì liền viền lách cơ vàng toàn bộ nha anh chị. Chén ngũ sắc viền lách cơ vàng toàn bộ luôn. Truyện ký đầy đủ nha. Cái này là anh chị, ô xin lỗi, không có truyện anh chị. Em bình này không có truyện nha. Bình này anh chị gọi là chú tiểu vui xuân nha anh chị. Bình này là dòng Adita. Dòng Adita nha anh chị. Cái này là ký lacquer miệng anh chị. Miệng bình lacquer vàng với lai. Đai bình cũng lacquer vàng toàn bộ nha anh chị. Lacquer vàng toàn bộ luôn. Miệng là 7 nha anh chị. Miệng là 7. Cao bình là anh chị, cao bình tới 26 nha. Miệng 7, cao bình là 26. Họa tiết là hoa nha chị, đó, rất là đẹp luôn. Bụng anh chị, cái này là bụng là 45 nha anh chị. À, một cái bình. Rồi cái một cái ché anh chị, cái này là ché này là 1.500.000 nha anh chị, 1.500.000 cái ché Imari nha. Imari 1.500.000 mã B21 nha anh chị. B21 1.500.000. Rồi anh chị, em lên một cái anh chị, một cái bộ bộ này là một cái bộ cutani nha anh chị, một cái bộ cutani. Bộ này là gồm một bình hai bình năm chung nha anh chị, hai bình năm chung nha. Viền là viền lacquer vàng nha chị, có truyện ký đầy đủ luôn. Hai bình năm chung lacquer vàng có truyện ký đầy đủ. À, hoa là hoa nổi nha chị, hoa nổi dòng cutani nha, hoa nổi dòng cutani. Cái bình có một bên nó hường, cái ché có một bên em. Đó, dòng cutani nha chị, mà cái này là mới chưa qua sử dụng nha chị, trên miệng này nó có độ rạn nha chị. Cái độ rạn xíu đó cũng không đáng kể nha chị, mà hoa nổi hết toàn bộ nha, truyền ký đầy đủ luôn, truyền ký đầy đủ nha. Một bình gồm có hai chung nha chị. Miệng là 5, cao bình là 14 nha chị, cao bình là 14 đấy. Ngang bình là 5.5 nha chị. Rồi bộ này 400.000 nha chị, bộ này 400.000 B22 400.000 nha chị, mã B22. Hai bình gồm có 5 chung nha chị, dòng cutani nha, mới chưa qua sử dụng. À, cốt nha chị, cốt dòng cutani này là cốt nặng nha, cốt nặng là cốt xưa. 400.000 mã B22. Rồi anh chị, một cái ché Imari, một cái ché nha chị, một cái ché rượu Imari nha, một cái bình ché Imari đấy. Imari nha chị, Imari có truyện ký đầy đủ nha chị, truyện ký đầy đủ luôn. Cái này là một cái bình nè, họ thành rượu nha,
để lại vào chị, rất là vip luôn. Đường kính 27 nha anh chị, 27. Đường kính 27. Rồi cái này bụng anh chị, bụng là 42 nha, vòng bụng là 42, chế Imari. Rất là mê anh chị, mà cái này nè, được một cái này là bình rượu nha, không phải là chế. Mà họ đậy lại nhìn thấy sang xịn sò luôn nha anh chị. Đây. Imari nha. Đường kính nha anh chị, đường kính là 23 và cao lên tới chế là 28. Cao lên tới chế là 28 nha anh chị. Rồi cái này là vòng bụng. Vòng bụng 42. Rồi cái bình này, cái bình rượu này là 2.250k nha anh chị nha. 2.250k. 2.250k mã B23. B23 nha chị, 2.250k chế Imari này, B23. Rồi anh chị, cái này là dĩa anh chị, dĩa này là 1, 2, 3. Em có số lượng nha anh chị, cái này em có số lượng nha. Dĩa này chị, dĩa này là dĩa ngũ sắc nha, dĩa ngũ sắc truyền ký đầy đủ nha anh chị, truyền ký là đầy đủ đủ luôn đó. Dĩa này anh chị, dĩa ngũ sắc này là dĩa nhiều cạnh nha, dĩa nhiều cạnh. Dĩa này là đường kính là 24 nha anh chị, đường kính 24, truyền ký thì đầy đủ nha, đường kính 24 truyền ký đầy đủ luôn. Dĩa cái này là pháp nha anh chị. Đấy mà em bán chị là những cái dòng này em có số lượng nha. Tuy rằng có những cái chưa qua sử dụng, em bán chị quá trình em trồng như thế này nè, nó một có một hai vết xước nè. Cái này là niềng màu trắng anh chị, mà nếu mà nhìn thực tế là nó không có vấn đề gì hết. Mà anh chị ví dụ nhiều lúc anh chị nhìn nghiêng á là nó có một hai vết xước nha, nó có một hai vết xước là chuyện bình thường nha chị. Dòng này em bán chị chưa qua sử dụng nha. Đường kính 25, đường kính 25 nha chị. Đấy rồi cái dĩa này đường kính 25. Rồi 65k một chiếc nha anh chị. E65k một chiếc nha. B24. B24 nha anh chị, 65k một chiếc B24. Rồi anh chị, cái này em có số lượng nè. 1 2 3 4 5. Có số lượng nha anh chị, 5 chiếc nha. Dòng này là dòng trúc nha anh chị, dòng ly trúc nha. Ly này không có truyền nha anh chị, vậy ly này không có truyền. Ly này là đường kính 6 cao là 7 nha anh chị, miệng 6 cao 7. Rồi em có 5 chiếc nha anh chị, 5 chiếc không có truyền nha. Rồi 5 chiếc này 130k, 5 chiếc. 130k 5 chiếc nha anh chị, mã B25. B25 nha anh chị, 130k 5 chiếc B25. Rồi lên một cái bộ nè chị, cái này em có số lượng là 5 chiếc nha, 5 chiếc. Cái này là dòng cutani nha chị, mới chưa qua sử dụng nha, truyện ký thì đầy đủ. Lacquer vàng nha chị, lacquer vàng, họa tiết là nhà vàng nha chị, cây tùng nha. Ở chung là cái này là sơn thủy nha. Bộ này em có số lượng 5 chiếc nè chị, 5 chiếc. Đường kính là 8 nha chị, cao là 5.5, miệng 8 cao 5.5. Rồi cái bộ này chị, bộ này em sale giá chị, bộ này 500k. Bộ này 500 nha anh chị, 500 là mỗi thố này là 100k. Có nói chung là cái bộ này em sẽ bán đi nguyên bộ luôn nha. Nguyên bộ luôn, không bán lẻ nha anh chị. Đó, bộ này đẹp lắm. Cutani nha, mới chưa qua sử dụng, có truyện ký đầy đủ luôn. Lacquer vàng toàn bộ, không bị phai, không bị gì hết nha anh chị. 500k mã B26. 500 nha anh chị, B26. Rồi một cái tô mộc nha anh chị, một tô mộc nặng nha. Tô này là chị, tô mộc nặng này là họa tiết bên trong là hoa nha chị nha. Ở bên ngoài là cái tô này là hiện tại không có truyền nha. Chỉ nó có một cái tem, tem mà tô mà cái này là bị tấp ra rồi anh chị nha. Tô này nặng, độ dày anh chị, độ dày là hơn một phân nha, độ dày hơn một phân.
Tô này đường kính 19 năm nha chị, cao là 10. Đó, cao là ngang là 19 năm nha chị, cao là 10 nha. Cao là 10. Tô này chị, tô này là tô mộc 200k nha chị, 200k. B27 nha chị, mã B27 200k. B27. Rồi em lên một cái bình hoa mẫu đơn nha chị, hoa mẫu đơn. Bình này là truyện ký đầy đủ nha chị, truyện ký đầy đủ luôn. Hoa mẫu đơn. Nổi hết nha chị, nổi cộm hết. Đôi yên ương nha, cái này đôi yên ương. Đấy. Đây báo rõ anh chị, cái này là lam phần trăm nha chị, lam phần trăm. Tàu nha, bình này là bình tàu nha chị. Đó, tàu mới. Miệng bình là 11 nha chị, cao bình là 38. Cao bình là 38 nha chị. 11 cao bình là, xin lỗi, 28. 28 nha chị. Cái này là vòng bụng 50 nha chị, vòng bụng là 50. Rồi bình này chị, bình này là 380k nha chị, 380k. Mã B28, 380k, B28 nha chị, B28. Rồi anh chị, cái này là chén cơm của Pháp nha anh chị, chén cơm Pháp. Chén này anh chị là của Pháp nha. Chén này là không có truyện anh chị, chén này không có truyện. Đường kính 13, cao là 6. Đường kính 13, cao là 6 anh chị. Đấy. Chén này là không có truyện nha. Rồi anh chị, 90k một chiếc nha. 90k một chiếc nha anh chị. Cái này là em có số lượng 10 chiếc nha anh chị. Đó, chén cơm Pháp 90k một chiếc, có số lượng 10 chiếc. Mã B29 nha anh chị, B29. B29 90k một chiếc. Rồi em lên một cái bình, một cái dĩa bizen nha anh chị, một cái dĩa bizen hỏa biến nha anh chị. Đó, một cái dĩa bizen. Hiện tại anh chị nha, cái dĩa này rất là nặng luôn. Nó có 1 2 3 ba cái chính giữa này chị, ba bên nè. Đó, viền đỏ nha anh chị, viền đỏ. Cái dĩa này chị hiện tại là cái dĩa này có truyện nha. Này là có truyện ký đầy đủ luôn. Cốt này rất là nặng nha chị, tầm chắc là 3,5 kg. Tầm nặng, nói chung là nặng nha chị. Còn 3,5 kg nha chị, nặng nha. Đường kính nha chị, đường kính là 35 năm. Cao là 5 nha chị, đường kính 35 năm, cao là 5. Ở một cái dĩa bizen làm cái cây trà nha chị, mà báo rõ nè anh chị nè. Cái dĩa này là hàng lần bằng tay. Anh chị để nè, nó có sẽ có độ bên nha chị, nó có độ bên của dĩa nha. Dĩa này dĩa cốt nặng nha chị. Đó, cốt rất là nặng luôn. Đó, cốt nặng nha anh chị đây. Đường kính 35 năm, cao là 6. Dày nặng nha chị đây. Rồi một cái dĩa này chị, dĩa này là bizen này là 700k nha. Anh chị làm, anh chị có cái bình bizen anh chị bỏ vô này chị là rất là đẹp nha. Đó, cái này là bizen làm bằng tay, nó có độ bơn nha chị nha. Nói chung là cái dĩa bizen nhỏ thì rất là nhiều, mà riêng cái dĩa đường kính 35 này anh chị là rất là hiếm luôn. Rồi cái này chị 700k nha chị, 700k. Mã B30 nha chị, 700k, B30. B30 nha chị, 700. B30. Rồi một cái tô chị, một cái tô nha. Tô này là tô là chị. Tô này là tô lắc. Tô này là tô lắc ngũ sắc nha chị, tô ngũ sắc nha. À, lắc cơ vàng. Lắc cơ bạc nha chị, cái này lắc cơ bạc nha. Và cái chân này chị là lam nha chị, và bên này là ngũ sắc nha, ngũ sắc vàng. Đường kính anh chị 35 năm. Xin lỗi, đường kính 25 năm. Cao là 8 nha, đường kính 25 năm, cao là 8. 25 năm cao là 8 nha anh chị đấy. Rồi cái tô này chị, tô này là 600k nha, 600k, mã B31. 600k B31 anh chị. Mới chưa qua sử dụng nha anh chị, mới luôn.
chưa qua sử dụng, B31 600k. Rồi vậy cái này nè em, cái này là anh chị một cái bộ mộc nha chị, một cái bộ mộc hoa diên vĩ nha, một bộ mộc hoa diên vĩ. Bộ này em có số lượng anh chị một bình năm chung nha, một bình năm chung hoa diên vĩ nha anh chị. Đại mộc vẽ tay có truyện ký đầy đủ luôn. Ở bình này là một bình năm chung mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Đấy, hoa diên vĩ lập tổ ong nha, cái này là lập tổ ong. Đường kính nha chị, đường kính là 7 nha, cao là 5.5, miệng là 7, cao 5.5 chị. Đó, cái bộ này là hoa dương vị có truyền ký đầy đủ. Dung tích bình là 300ml. Bên này anh chị, bên này là 1 triệu nha chị, bộ này là 1 triệu nha. 1 triệu. Mã B32. 1 triệu nha chị, B32 nha. Rồi anh chị một cái dĩa. Một cái dĩa nha anh chị, dĩa này là một cái nhựa, nhựa anh chị, cái này là hàng Anh Âu nha anh chị, cái này là hàng Âu Allen. Hàng của Anh mà rất tiếc là anh chị đó, cái này là treo lên được nha. Một cái này chị, cái dĩa này là báo rõ anh chị là cái này là nhựa nha anh chị. Lúc đầu em có nghĩ là cái này là anh chị là tượng kiểu như là bằng lúc đầu anh chị tưởng là cái này là bằng sứ nha anh chị, mà rốt cuộc không phải nha, cái này là bằng nhựa plastic nha, anh nhựa anh chị nha. Mà ngay chỗ này anh chị nó có một cái lỗ nha, bị dâm ngay chỗ này một xíu nha anh chị. Đấy, dâm ngay chỗ này một xíu. Hoa nổi toàn bộ nha anh chị, hoa nổi toàn bộ luôn. Rồi cái dĩa này chị, dĩa này là nó bị lỗi xíu một chỗ này nha, báo rõ anh chị luôn. Rồi đường kính là 18 nha, đường kính 18. Rồi cái dĩa này 300k. 300k nha chị, 300k. Anh chị đó, báo anh chị lỗi một xíu chỗ này nha anh chị. Đó, 300k nha. Và trong là nổi hết toàn bộ hoa. Hoa diên vĩ nha anh chị. Hoa diên vĩ nha anh chị, 300k nha, mã. Mã B33. Con biết đây nè. 300k anh chị, mã B33 nha. B33. Rồi một cái bình nha anh chị, một cái bình. Đó, một cái bình này là hoa cúc nha anh chị, một bình hoa cúc nha. Có truyện ký đầy đủ luôn. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị, lacquer vàng nha. Cái này lacquer vàng. Đó, lacquer vàng. Ở trên này anh chị họa tiết là vẽ bướm nha anh chị, vẽ bướm nè. Đó. Đường kính là 5.5 nha anh chị, cao là 16 nha. Cao 16. Bụng là 47 nha anh chị ơi.
một cái bình Furaga nha chị, bột Furaga hoa cúc viền lách cơ vàng đấy, 8 triệu ký đầy đủ luôn. Rồi cái bình anh chị, bình này em sale 400k nha, 400k B34 nha anh chị, mã B34 400k. Rồi bộ anh chị, một em lên một cái bộ nha, bộ này là một bộ Narumi, một bộ Narumi nha anh chị. Một bình này gồm có một cái dĩa nha anh chị, và một cái dĩa và tới là 3 set trà nha anh chị, 3 set trà, 3 set nha. Hiện tại em đang dư một cái dĩa Narumi nha anh chị, một cái dĩa Narumi đó. Và anh chị, dĩa này là em có 3 set, mà nói chung là bộ Narumi này là hoàn hảo luôn nha anh chị. Đường kính là 27 nha, đường kính 27, còn cái dĩa đường kính 15, cái ly là đường kính 10, cao ly là 7 nha anh chị. Đó, cao ly là 7 nha. Rồi cái bộ này anh chị, bộ này là 350k nha chị. Bộ này em xem giá cho anh 350k luôn, 350k mã B35 B35 nha anh chị, 350k B35. Rồi anh chị, em có 3 cái dĩa Pháp Mỹ nè anh chị, 3 cái dĩa Mỹ nha, 3 dĩa Mỹ. Đấy, USA của Mỹ nha anh chị. Đấy, đường kính 18 năm. Cao là 4 nha, cái này là cao là 4 anh chị. USA của Mỹ nha, em có 3 chiếc. Rồi 3 chiếc này anh chị, 3 chiếc này nha, em có 3 chiếc. Rồi 3 chiếc này là 250k nha anh chị. Đó là USA của Mỹ, mà cái này hàng mới chưa qua sử dụng nha anh chị, không tì vết gì hết nha anh chị. 250k B36 nha anh chị, mã B36. Mình gõ hết vô hường á. Rồi anh chị, một cái dĩa tùng hạt nha anh chị nha, một cái dĩa tùng hạt, tùng cò, một cái dĩa tùng cò nha anh chị, viền là lách cơ vàng nha. Cái này viền, cái này không có viền anh chị, họa tiết là vẽ nổi hết luôn, nổi hết mà anh chị. Đấy, có truyền ký đầy đủ nha, truyền ký đầy đủ luôn. Cái dĩa này đường kính là 40.5 nha anh chị, 40.5, 40.5 đó. Rồi cao dĩa là 4.5 nha anh chị. Rồi cái dĩa này 600k nha anh chị, 600k mã B37, 600k nha anh chị, B37 nha. Rồi 600 B37, 600 B37 nha. Rồi anh chị, một cái bình nha, em lên một cái bình hả chị, một cái bình. Ở bình này là một cái bình, một cái bình cá nha chị, mà họa tiết trên này anh chị đó, một cái vẽ họa tiết là anh chị nhìn kỹ nha. Trên này là toàn là nhìn chữ vẽ một cái cảnh Âu nha anh chị, một cái nhà đó, có một cái sông khói lên nha anh chị, và những đó, xe lon xe phú quý nha anh chị, xe lon xe phú quý, họa tiết là cừu nha anh chị, vẽ hết toàn bộ luôn, vẽ hết toàn bộ nha anh chị. Và cái bình này là ở nó là có truyền nha chị, truyền cái này là Pháp nha anh chị, một cái bình này là Pháp nè. Đó, cái này truyền anh chị, nó giống giống như cái nào bình Bizen nha anh chị, mà giống nha, nó giống thôi chứ không phải là bình Bizen. Cái này là của Pháp nha anh chị. Đó là anh chị nhìn nè. Đấy, một cái con cá. Bình này là anh chị đó, bình này là họa tiết nổi hết toàn bộ luôn. Ngang là 12 nha anh chị, cao là 20. Cao là 20, ngang bình là anh chị 21 nha. Rồi cái bình này anh chị, bình này là 1 triệu nha anh chị, 1 triệu. Mã B38. Rồi 1 triệu nha chị, B38. Rồi em xin phép chào quý cô chú anh chị.